Xin chào quý vị các bạn, tôi là chuyên viên tư vấn của Gazer Việt Nam. Ngày hôm nay tôi sẽ cùng quý vị các bạn tìm hiểu về những tác hại không lường trước được khi uống nước tinh khiết lâu dài. Thực tế mà nói, nước tinh khiết đã đi ăn sâu vào tiềm thức của người dân Việt Nam. Chính vì thế, tỷ lệ nước tinh khiết hiện nay tại Việt Nam vô cùng cao. Vậy sử dụng nước tinh khiết có sao không? Sau đây là những bằng chứng về nước tinh khiết từ WHO tôi đã giải đáp câu hỏi trong ngày hôm nay. Vậy nước tinh khiết là gì? Nước tinh khiết chính là nước cất và là nước khử khoáng có hàm lượng khoáng thấp, hay còn gọi là nước sau lọc màng RO. Việc nước khử khoáng, lượng khoáng thấp ảnh hưởng đến quá trình chuyển hóa chất trong nước và cơ thể, từ đó làm tăng lượng bài tiết nước tiểu do không được bài tiết các ion. Sau đó các thí nghiệm được kiểm chứng trên động vật chủ yếu là chuột bạch của WHO trong một năm đã khẳng định được việc uống nước chưng cất, nước khử khoáng hay nước có độ pH dưới 75 mL sẽ dẫn đến uống nhiều nước, tăng bài tiết, tăng hàm lượng natri clorua trong dịch, làm thay đổi cân bằng trong cơ thể, giảm lượng hồng cầu trong máu. Nghiên cứu chỉ ra rằng nước tinh khiết sẽ làm giảm bài tiết. Khu vực có hàm lượng khoáng thấp cho thấy tỷ lệ cao mắc bệnh biếu cổ, tăng huyết áp, tim mạch, thiếu máu, loét dạ dày, tá tràng, viêm túi mật. Trẻ em sống ở những khu vực này phát triển thể chất chậm hơn, tăng trưởng bất thường, phụ nữ mang thai thường xuyên bị phù và thiếu máu. Trẻ sơ sinh có tỷ lệ mắc bệnh cao hơn. Tỷ lệ bệnh thấp nhất được sử dụng nước canxi từ 30 đến 90 ml. Và theo WHO đã chỉ ra rằng nước tinh khiết với hàm lượng khoáng chất thấp sẽ gây ra một số thay đổi trong cơ thể, nhất là đối với trẻ nhỏ. Lúc này sẽ gây ra hiện tượng sốc nước có thể là xảy ra khi uống nước nhanh. Hơn 50 năm nghiên cứu, WHO đã có những kết quả nhận định rằng khi uống nước có hàm lượng canxi magie thấp có liên quan đến tỷ lệ mắc bệnh và tử vong do tim mạch cao. Một số báo cáo khi sử dụng nước tinh khiết có thể gây loãng xương ở trẻ em và một số bệnh liên quan như bệnh thoái hóa thần kinh, sinh non và trẻ sơ sinh nhẹ cân và một số loại bệnh ung thư khác, bệnh tim mạch, bệnh vàng da, thiếu máu. Các nghiên cứu dịch tễ ở Nga cho thấy rằng uống nước khoáng có hàm lượng khoáng thấp có thể gây ra bệnh tăng huyết áp, bệnh tim mạch, viêm loét, tá tràng, bệnh viêm dạ dày mãn tính, gây ra vàng da, thiếu máu, rối loạn xương, rối loạn tăng trưởng ở trẻ nhỏ, biếu cổ, còi xương vì uống nước tinh khiết. Và không ít gia đình hiện nay đang sử dụng nước tinh khiết, nhất là trong những tháng thai kỳ, các mẹ bầu cần phải bổ sung lượng nước mỗi ngày. Với những công bố của WHO thì bạn sẽ phải cẩn trọng hơn với điều này. Việc sử dụng nước tinh khiết thường xuyên là nguyên nhân khiến tỷ lệ người già bị loãng xương tăng cao. Bên cạnh đó, những nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc sử dụng nước uống ít khoáng gây ra nguy cơ bệnh tim mạch tăng cao ở người già. Bạn có thể tin vào điều này từ dẫn chứng của WHO từ những nghiên cứu sau đây. WHO đã nghiên cứu cho thấy một tháng sử dụng nước có hàm lượng canxi magie thấp có thể gây ra bệnh. Minh họa cho trường hợp này là cư dân ở Slovakia. Họ sử dụng nước lọc RO trong hộ gia đình từ những năm 2000-2022. Sau một vài tháng phát hiện được sự thiếu hụt magie, có thể là canxi, các phản ánh bao gồm như nhịp tim, mệt mỏi, chuột rút. Các triệu chứng này giống như những triệu chứng đã được liệt kê và cảnh báo của Hiệp hội Dinh dưỡng Đức, và dựa trên các con số liệu gần đây, các nhà nghiên cứu đề xuất giá trị như sau: đối với magie tối thiểu là 10 mg/L, tối ưu là 20-30 mg/L, đối với canxi tối thiểu là 20 mg/L, tối đa là 50 mg/L. Đối với tổng độ cứng, tổng canxi magie rơi vào khoảng 2-4 mmol/L. Với các mức nồng độ này, không có dấu hiệu ảnh hưởng đến sức khỏe được ghi nhận. Hàm lượng canxi khoáng chất từ thực phẩm mỗi ngày cũng sẽ không bù đắp được lượng canxi thiếu hụt. Do đó hãy chú ý tới việc sử dụng nước còn khoáng, nhất là nước ở dạng ion. Đây là theo WHO. Dạng aragonite là nguồn cung cấp muối canxi quan trọng mà cơ thể con người và động vật có thể dễ dàng hấp thụ. Bùn chữa bệnh giàu aragonite lấy từ biển chết giúp điều trị bệnh vẩy nến và nhiều bệnh da liễu khác. Thế nhưng có một điều rằng loại nước này không có mặt trong tự nhiên mà nó còn phải trải qua các quá trình nghiêm ngặt. Công nghệ lọc độc quyền hiện nay, công nghệ đến từ Gazer Liên bang Nga. Cụ thể đó là nước đầu ra của máy lọc nước ion canxi Gazer Liên bang Nga. Qua những thông tin trên, bạn đã biết được những hậu quả của việc uống nước tinh khiết trong thời gian dài rồi chứ? Để tìm hiểu thêm, hãy liên hệ với chúng tôi về hotline 024-777-06686 để được tư vấn và tham khảo những loại nước tốt nhất cho sức khỏe hiện nay nhé. Đừng quên nhấn đăng ký kênh YouTube của Gazer để nhận những thông tin mới nhất nhé. Xin cảm ơn tất cả quý vị các bạn đã theo dõi clip này. Hẹn gặp lại tất cả quý vị các bạn trong những chương trình lần sau. Xin chào!